Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thành ủy Hà Giang đã tiến hành các bước thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chủ trì và điều hành các hội nghị. Theo đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố có 13 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy thiếu một Ủy viên. Thực hiện theo các quy định của Đảng, Thành ủy Hà Giang đã tổ chức thực hiện quy trình 5 bước với các hội nghị, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hội nghị cán bộ chủ chốt, thực hiện các bước theo quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Giang. Tại các hội nghị, 100% các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhất trí và ghi phiếu giới thiệu nhân sự bầu bổ sung đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Giang để các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các bước tiếp theo trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng vừa tổ chức hội nghị lần thứ 28 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện, tập trung vào một số nội dung như công tác xây dựng và phát triển Đảng, ba chương trình mục tiêu quốc gia, đột phá giao thông, liên kết sản xuất, cải cách hành chính, công tác kiểm tra, giám sát, thu thuế, nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển đổi số. Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy đề nghị lãnh đạo các ngành, các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, báo cáo kịp thời những vụ việc xảy ra để có hướng xử lý hiệu quả, thực hiện tốt quy chế làm việc, làm tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, rà soát lại các chỉ tiêu năm 2024. Trên cơ sở đó, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để thực hiện đột phá, điều chỉnh văn bản, kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, Đoàn Công tác Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc tại huyện Vị Xuyên về tình hình phát triển đô thị thị trấn Vị Xuyên lên đô thị loại 4. Theo quyết định số 241 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nâng cấp đô thị thị trấn Vị Xuyên mở rộng lên đô thị loại 4 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thị trấn Vị Xuyên đã có quá trình phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm của huyện Vị Xuyên về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi rà soát đánh giá, thị trấn Vị Xuyên đã đạt được điểm tương ứng 83,62 trên 100 điểm. Còn một số tiêu chí chưa đạt như tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, nhà tang lễ, quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Qua khảo sát thực tế, nội dung đề án, hình ảnh trình chiếu của địa phương, thành viên trong đoàn đã góp ý bổ sung các hạng mục chưa đạt. Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị chính quyền địa phương cùng các ban ngành có liên quan rà soát lại các số liệu cụ thể, hoàn chỉnh hồ sơ và cần cung cấp thêm hình ảnh để thể hiện được sự phát triển ở hiện tại và tương lai. Sáng ngày 6 tháng 4, tại quảng trường 26 tháng 3 thành phố Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải chạy Việt dã tỉnh Hà Giang năm 2024. Giải Việt dã năm nay thu hút 150 vận động viên đến từ 11 đoàn trong tỉnh, gồm Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Câu lạc bộ Runner thành phố Hà Giang và các huyện, thành phố. Nội dung tranh tài ở các cự ly, nam chính 7 km, nữ chính 3 km, nam trẻ 3 km, nữ trẻ 1,5 km. Thông qua giải góp phần thúc đẩy cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào tập luyện môn Việt dã và lựa chọn vận động viên tiêu biểu tham gia giải trong khu vực và toàn quốc. Với sự chuẩn bị chu đáo, quy tụ nhiều vận động viên trẻ có thể lực tốt, giải chạy diễn ra rất hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng và chất lượng chuyên môn cao. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba cho mỗi nội dung. Trong đó nhất các nội dung nam chính 7 km thuộc về vận động viên Triệu Tà Pú,
Đoàn Hoàng Su Phì, nữ chính 3 km, vận động viên Phan Mùi Sỉ, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Nam trẻ 3 km, vận động viên Giàng Mí Ly, Đoàn Mèo Vạc. Nữ trẻ 1,5 km, vận động viên Nguyễn Thị My, huyện Yên Minh. Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách nhà nước. Theo đó, kết quả thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh tăng 64,61% so với cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2024 đạt trên 624 tỷ đồng, tăng 64,61% so với cùng kỳ, đạt 30,3% kế hoạch trung ương giao và đạt 25,4% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt gần 600 tỷ đồng, còn lại là thu thuế xuất nhập khẩu. Có 7 trên 18 khoản thu sắc thuế đạt trên mức bình quân chung so với kế hoạch tỉnh giao. 6 trên 11 huyện có số nộp ngân sách nhà nước đạt trên mức bình quân chung và tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số khoản thu vẫn còn đạt thấp như tiền thuê đất đạt 6,2%, tiền sử dụng đất đạt 9,5%. Đối với chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2024 đạt trên 2.800 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch. Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước và đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội trên địa bàn. Nhiệm vụ thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc tiến độ thu ngân sách, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là làm cho đời sống người dân được nâng cao. Do vậy, cùng với các địa phương khác, những năm qua huyện Quản Bạ đã triển khai đồng bộ các chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Hiện toàn huyện đạt 141 tiêu chí xã nông thôn mới. Ngay từ đầu năm 2024, huyện Quản Bạ đã chỉ đạo các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí xã, thôn, nông thôn mới đã đăng ký theo phương châm việc nào dễ làm trước, việc nào khó làm sau, nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong quý 1 năm 2024, toàn huyện tổ chức được 86 buổi tuyên truyền, thu hút trên 8.300 lượt người nghe, huy động nhân dân hiến gần 1.500 m2 đất, tham gia đóng góp trên 350 ngày công lao động làm đường bê tông nông thôn. Đến nay, toàn huyện đạt 141 tiêu chí xã nông thôn mới, đạt 311 tiêu chí thôn nông thôn mới. Trong năm 2024, huyện Quản Bạ đề ra mục tiêu tăng thêm 9 tiêu chí xã nông thôn mới, 20 tiêu chí thôn nông thôn mới. Ngoài duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, huyện cũng tập trung vào tiêu chí thu nhập, môi trường, hạ tầng giao thông, tiếp tục phát huy nội lực, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thực hiện nông thôn mới và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, nợ đọng trong triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Về xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên những ngày này là hình ảnh những cánh đồng dưa chuột trĩu quả nằm san sát nhau. Bà con nông dân đang háo hức thu hoạch với niềm vui khi được cả mùa lẫn giá. Gần một tuần nay, ngày nào chị Vương Thị Thuật, thôn Nà Giáo, xã Tùng Bá cũng bám ruộng dưa của gia đình để thu hoạch cho đúng kích cỡ, đảm bảo tiêu chuẩn để bán cho công ty liên kết. Với 800 m2 trồng dưa chuột, gia đình chị dự kiến hết vụ sẽ thu khoảng gần 20 triệu đồng. Từ khi chuyển mục đích cây trồng thì tôi thấy năng suất nó thay đổi rất là nhiều. Hồi trước thì trồng lúa thì đạt tầm ruộng này 800 m2 thì được tầm 7-8 bao gì đấy. Thì bây giờ thì so với dưa thì bây giờ 800 m2 so tính với vụ này thì đạt tầm 2 tấn trên 800 m2. Cũng giống như chị Thuật, chị Nguyễn Thị Biên ở thôn Nà Giáo rất phấn khởi vì vụ dưa chuột đầu tiên trồng rất được mùa, được giá, lại được bao tiêu hết đầu ra. Với trên 1.000 m2 diện tích trồng dưa chuột, trung bình mỗi ngày gia đình chị hái được gần 1 tạ quả. Giá cả sẽ được đơn vị thu mua theo thị trường mỗi ngày. Giống dưa này là năm đầu tiên chúng tôi triển khai, nó cũng cho sản lượng rất là cao, mà thu hoạch từ 60 đến 80 cân trên một ngày, mà cái giá nó từ dao động từ 6 đến 10 nghìn là cái cải thiện được cuộc sống của chúng tôi rất là nhiều. Mô hình trồng dưa chuột do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã liên kết với Hợp tác xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc trồng và tiêu thụ sản phẩm. Có 48 gia đình hội viên phụ nữ xã đăng ký trồng với diện tích là gần 4 hecta. Mặc dù là vụ đầu tiên trồng, nhưng cây dưa chuột đã khẳng định sự phù hợp trên đồng đất của xã khi cho năng suất khá cao, khoảng 40 tấn một hecta.
để mô hình trồng dưa đạt hiệu quả thì đối với hội phụ nữ xã cũng thường xuyên đến với chi hội, thường xuyên là thăm vườn dưa. Kết quả một tuần thu hoạch thì cũng đã cho năng suất rất là cao, và hội viên đã chủ động là tự trồng gối vụ tiếp theo. Với đặc tính dễ trồng, năng suất, chất lượng ổn định, mang đến thu nhập cao hơn những cây trồng khác, cây dưa chuột đang tiếp tục được các hội viên phụ nữ nói riêng cũng như bà con nông dân xã Tùng Bán nói chung mở rộng sản xuất. Các công trình thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp và phục vụ đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân. Với mục tiêu tạo bước đột phá trong quá trình phát triển thủy lợi, kiên cố kênh mương, toàn tỉnh hiện đã có hơn 4.300 công trình phục vụ nước tưới tiêu cho gần 40.000 ha lúa hai vụ và các loại rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp, một phần phục vụ diện tích nuôi trồng thủy sản. Đập đầu nguồn Tạng Tác 1 gồm hai nhánh mương có tổng chiều dài 2,6 km, cung cấp nước tưới tiêu cho gần 200 ha đất sản xuất nông nghiệp của một số thôn của xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình. Công trình được Ban Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh vận hành quản lý từ năm 2017. Từ đó đến nay, công tác duy tu, sửa chữa, khơi thông dòng chảy được thực hiện định kỳ thông qua Hợp tác xã Thủy nông Trung Hải. Hợp tác xã là phải điều tiết nước trong các thôn, mà trong đó là các thành viên là có 4 trưởng thôn là nằm trong hợp tác xã mà để quản lý, để mà nạo vét để kịp thời cho bà con. Ví dụ như tháng 6 bắt đầu vào vụ mùa thì mình phải thuê thêm dân công ngoài mà đi hộ để trong hợp tác xã kịp thời. Tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, 62,5 km kênh mương, trong đó có trên 37 km kênh mương bê tông kiên cố cũng đang phát huy công năng. Tổ quản lý thủy nông thôn Nà Giáo cứ vào thời điểm đầu vụ hay bước vào mùa mưa lũ, các thành viên cùng với các hộ dân lại tiến hành công tác vệ sinh, khơi thông trên các tuyến kênh mương. Đối với người dân thì tham gia vào cái tổ quản lý này cũng rất là nhiệt tình và rất là hăng hái. Hỏng hóc chỗ nào thì cũng báo cáo đối với ban quản lý thôn thì duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa luôn. Hàng năm thì chúng tôi phân ra hai cái tổ đội sản xuất thường xuyên nạo vét liên tục và đáp ứng cái nhu cầu của nước vào ruộng cho bà con nhân dân. Toàn tỉnh đang có 4.360 công trình, hệ thống công trình thủy lợi, tổng chiều dài tuyến kênh là hơn 4.300 km. Công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân cấp cho Ban Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi và Ủy ban Nhân dân 11 huyện, thành phố. Cái việc quản lý chặt chẽ là do ban đưa ra kế hoạch, cũng như kết hợp với xã là cụ thể như là đầu năm, cuối năm, giữa năm đều có cái biện pháp để quản lý từ khâu nạo vét, sửa chữa công trình và bắt đầu là từ ý kiến của xã. Của ý kiến của người dân để đạt lên và sửa chữa những phần nào hiệu quả nhất, và ưu tiên 1, ưu tiên 2, căn cứ vào nguồn vốn, sản phẩm, dịch vụ để mình điều tiết cho phù hợp. Xuất phát từ bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, các công trình thủy lợi được xây dựng lâu năm xuống cấp, nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa còn hạn hẹp, nên việc phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trong tổng số hơn 4.300 công trình thủy lợi, có 312 công trình hư hỏng cần nâng cấp, sửa chữa, nhu cầu kinh phí trên 400 tỷ đồng. Cuối chương trình như thường lệ là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Ngày và đêm mùng 7 tháng 4 năm 2024, do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực di tích quốc gia Dụng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 85%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.